này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn nha. Thì ngày hôm nay Happy với Lá đang bị nhốt ở trong cái lâu đài của một cái con búp bê cấp bé, phải không? Nghe đúng rồi mọi người. Và bây giờ Lá đang bị giật đó mọi người, là tức là bị lỗi á, nên bây giờ tụi mình sẽ đi chống hát rồi cái ngôi nhà búp bê này nha. Thôi bye bye cho mọi người, mình Lá đi cho đây. Lá bị nát hả? Thôi đi em biết kìa. Ở dưới đây là hình như chúng ta đang đứng ở trên cái máy tính nè. Ê không chị nghe Happy, Happy đừng có đạp cho cái bàn phím của Lá. Happy phải đi xuống cái chỗ này nè, đừng có đạp cho cái bàn phím. Màn hình nè, còn cái này cái bàn phím. Happy đừng có đạp cho cái bàn phím của Lá. Hình như tụi mình làm người khổng lồ. Ủa tụi mình là người mini hay gì á? Ừ đúng rồi Happy. Mình bị hun nhỏ rồi. Và chúng ta đang ở trên một cái quyển sách. Quyển sách. Rồi mọi người, bây giờ tụi mình sẽ đi xuống đây nha. Coi ở dưới đây nó có cái gì. Một cái ghế khổng lồ, wow. Và có cái cây, hả? Trong phòng một cái cây, what the... Rồi có thêm một cái cây nẻ để nẻ ha, vậy ở thôi đây... đi nè bây giờ. Ê, ở đây có bà mẹ ghẻ. Dễ thương quá. Bà dễ thương quá Hai Bi. Ờ, hà vô đi trà. Từ từ nè, Lá nhìn Hai Bi nè nha. Trời dạ luôn liền. Quăng ngốc của te. Ôi ghê quá thôi, vậy chúng ta đi đi này. Đi vô cánh cổng. Nè bây giờ chúng ta sẽ đi nè Lá ơi. Lá đứng làm gì vậy Lá? Thôi mấy bạn ơi, Lá không đi, bây giờ mình sẽ đi trước nha. Ê, ở đây là một cái phòng bếp nè, còn ở đây à, là một cái phòng, ở trong đây có thêm một cái hố nè, để coi. Cái hố? Ồ, một cái hố. Rồi bây giờ chúng ta nhảy xuống. Wow. Chúng ta đã xuống được một cái phòng salon. Tìm salon. Ok này. Và ở dưới đây là một cái khe màu đen, Lá ơi. Chạy xuống rồi. Ui Lá ơi. Lá, có một cái hình cái bánh kia nè. Và bây giờ chúng ta sẽ nhảy qua tiệm salon. Nhìn Lá cái thể hiện nè, nãy giờ là lôi cái hộp thôi. Ủa, sao Lá về đó luôn rồi Lá ơi? Lá không biết, đi đi rồi. Thôi Lá đi về đây, Lá đi qua nè. Rồi xong, bây giờ Lá đã qua tới rồi nè, bây giờ chúng ta sẽ đi móc câu. Nhìn Lá nè ơi. Thấy vô cái lỗ đó có sao không? Thấy ghê quá, hay quá trời luôn á. Hay bây giờ đó đi. Lá ơi, nè. Đây là thêm một cái khe ở Đinh Ghiên. Ở Đan Loan. Đan Loan. Và bây giờ chúng ta sẽ nhảy xuống. Đài quên tốt lên. Và chúng ta đã lọt khe xuống một cái khu vực đồ ăn bánh kẹo ở dưới đây. Hai Bi qua đây. Lá ơi. Ở dưới kia có một đống đồ luôn. Qua đây Lá bị thôi đây mà. Thôi bây giờ Hai Bi theo cái mũi tên thì không có đi theo Lá. Thôi bây giờ. Không. Trời ơi Lá dẫn mình đi. Hồi Hai Bi đi Hai Bi chết theo Lá. Lâu rồi Lá không quay cho Hai Bi. Nồi chấm heo của Lá nè. Của Italia. Rồi xong bây giờ chúng ta sẽ đi xuống một đống hớ bông. Mà cái bông này không có mềm cứng nhắc thì cứng như đá. Nghĩa thật. Chọi răng của chó là chó mớp nú luôn. Thôi là mà, nếu mà nó mớp nú rồi sẽ mài răng cho nó. Nó mớp nú thì sao nó mài răng được. Này thì mài răng. Mất cười quá đau bụng. Có em đi. Đợi, đợi Happy. Chiêu cùng Lucas. Chiêu cùng Lá. Hết hồn cái gì vậy? Cái gì vậy? Chiêu cùng Lá. Chiêu cùng Lép. Là một cái mùi khổng lồ của Lá. Happy biết sao Lá đặt lên robot tên của Lá là Lá. Nhưng mà tại sao Lá lại đặt lên tên robot lóc của Lá là Lép không? Tại vì Lá Lép. Không. Lá lớn. Bởi vì Lép Lép tiếng Anh là Lá. Hay lộn, Lép tiếng Việt là Lá. Còn Lá tiếng Anh là Lép tiếng Việt là Lá hả? Hả? Nó xong. Là Lép tiếng Anh là Lép. Còn Lép tiếng Anh là Lép hả? Lắc Lép. Nhưng mà đọc đúng như Lép. Lép im nè. Lép tiếng Anh là lót. Lót là lót Lá. Lép tiếng Anh là Lép. Im nè. Lép tiếng Anh là lót nè, đúng không? Lót á là Lá. Lá thì lót lít. Là lót lít. Không là Lá nói lại nha. Lép rồi đi nè bà ơi, nó nhiều quá à. Lép tiếng Việt là Lá. Còn ôi Lá ơi, thêm một ngôi nhà mini nữa. Nhưng mà chúng ta đi và có những cái cây bánh kẹo nè Lá ơi. Có những cái cây bánh kẹo hình cục bông shop shop. Mà một cái dòng nước Sikula caramel. Happy ơi, Happy nhảy xuống gió thì uống không? Thôi ơi, Happy không có ngu dốt nữa. Nè nhìn Lá nè. Nhìn Lá thể hiện nha, Lá uống. Uống xong Lá đọc bị.
vậy đó, tai biến luôn. Lá cò giật luôn. Lấy về điểm xuất phát. Uống xong lá cò giật luôn hả? Hay quá. Lá giỏ là lá tiếng Việt là à, lộn lép tiếng Việt là lá, lá là một xanh lá, lá thích một xanh lá. Nhưng mà bây giờ lá đã chuyển qua thích màu hương. No no. Tại vì sao cái BC của lá là màu hương là hơi bị khoáng thôi. Lá chắc không? Ủa, chắc chắn đi chàng. Quá nhanh đi bà già ơi. Ủa, lá qua rồi mà hay bị. Ok mọi người ơi, bây giờ tự nhiên mình lọt xuống cái hố này mà mình không biết là mình lọt lúc nào luôn nè. Oh no. Ê, hình như là lá bị lắc đó lá ơi. Qua nhà để lá kiểm chứng coi mấy người kia nó có bị lát không. Nè mọi lát người phải thấy điệu đi hết, ai cũng đi hết á. Ui lá thấy mà. Ôi thôi mọi người ơi, là một con búp bê, nó tóc tím đầy mùi dùi. Ủa lộn lộn, đầy bánh kẹo ở trên đầu mà nó đang nhảy xuống. Ôi nó, và bây giờ nó đang giặt tóc để nó dí Happy. Bạn kia hãy chạy đi. Ơi chậm kiếp ơi, cắt mau cắt mau. Ôi kìa, và kế bên cái cửa này có một cái nút nữa nè. Vậy chúng ta dạ lát vô. Ok, giờ thì chuẩn bị vô kỳ thi nên là lá sẽ đọc một câu chúc để Happy nha. Ôi các ba con chúc bà sinh ra khi tính hạ hạ bình an tống bá nhiều. Lá hát sai rồi. Còn mày đã phước. Ok, Happy chúc lá nha. Thì ra là lá hay xong rồi nên bây giờ Happy sẽ chúc nha. Ơi chậm kiết ơi, cắt mau cắt mau. Happy chúc cho lá sống lâu trăm tuổi. Già già lá muốn đậu. Già già lá đi vũ trang. Chín chín tuổi Happy. Mẹ năm thật lấy chết rồi. Trăm tuổi rồi. Happy tới 199 thằng này lá nhiều. Là mới 99 tuổi, năm sau là 100 tuổi. Đi xuống rồi bà già. Happy ơi. Hả? Ừ, bị cái con gì dí nè. Nghẹp lá quá vậy. Happy đang ở trên một cái bánh su kem ở thuyền vườn ở dưới đây của xã hội. Oh no mọi người ơi, nãy giờ Happy không thấy lá. Bây giờ Happy phải hỏi lá đâu rồi lá ơi. Lá đã bị chấm chấm chấm. Ủa lá đâu luôn thì lá bị chấm 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 rồi mọi người ơi. Tèo 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 yeah 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 yeah. Happy sẽ đi trước lá một bước. Tức là một bước, ai nhà hai bước. Lá khỏi cần giải thích. Thì lá còn giải thích đâu mà giải thích. Lá không cần giải thích với tôi đâu. Lá không cần giải thích đâu mà tao đó là phải giải thích. Thấy không, lá không cần giải thích với Happy đâu. Thì lá đâu cần giải thích đâu, giải thích kìa mọi mình. Lá không giải thích với Happy đâu, lá đừng. Ủa thì cần giải thích gì? Nhưng mà lá đừng giải thích với Happy nữa. Mình lại giải thích gì vậy? Happy không cần một người ơi như lá giải thích đâu. Lá đừng giải thích nữa. Lá có giải thích thật. Rồi em đi qua chỗ này nè, chỗ mỗi cọc xây có mấy mặt trăng đưa qua đưa lại đưa qua. Ê ai bị lá té nè, thấy chưa? Ẩu rồi á, lá ẩu quá rồi. Ui mọi người ơi, em đi đang ở trong cái rừng xanh ở dưới đây. Ở dưới đây là một cái nước chất lỏng gì đó. Chất lỏng đục ngầu. Ai bị lá té rồi nè, thấy chưa? Còn ở đây là một đống, một đống bông. Đúng xà bông. Một đống bông luôn. Bông tại bị lá giờ lá té quá trời luôn nè, thấy chưa? Thấy chưa? Ê, lá ẩu rồi nha lá. Happy không có làm gì lá luôn á, nãy Happy đi xa. Happy có cái mặt nạ mà Happy đang mặc là bao nhiêu robot vậy? 25. Rẻ rồi, lá có gì à? Lá sẽ kêu mọi người like Happy ý. À lộn, like video cho Happy để lá lấy tiền của Happy đi mua mặt nạ. Chứ phải lấy nạp lửa chùa. Không, lá hết trên lửa chùa. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đi qua đây thôi. Nó lá gần qua rồi. Lá chắc không lá? Lá chắc rồi, chắc chắn rồi. Chắc luôn. Là một cái lập xiết. Lập xiết trung ương. Trung ương. Cái lập xiết trung ương là cái gì vậy? Bà đâu rồi bà già? Đang qua. Từ đứng đó nãy giờ chưa qua. Cái cục bánh su kem nha. Bánh su kem là cái vòng quay rồi, qua rồi. Chứ đây đâu? Hôm nay cái cục mặt trăng đang đu đơ đu đưa. Ok. Nhưng mà Happy không thể thấy đó. Mặt trăng đu đơ. Tự lọt khe nè. Mặt trăng đu đơ đu đưa. Ủa hà vô đi cha. Đây cái đèo lá này mới thấy nè. Đây là cái nhà bự chà bản nè. Nhà bự chà bản Happy đang đứng. Happy, ủa lá đâu rồi? Ủa, nhưng mà lá đâu? Happy lọt khe rồi mà. Ủa lá, nó lá trong nhà mà. Hả? Gần tới cái nhà. Ok, vậy lá xuống cái nhà. Bye bye, Happy sẽ đi trước. Ok. Oh my god, bà ơi, ở đây có một cái ảnh của bà luôn nè. Nhìn ngồi đi. Rồi nhìn cũng cute á, nhưng mà cái mặt không được cute. Cute như cute. Ghê quá. Hello mấy má. À, wow. Wow. Nó ngoài cái cục ghế đu đưa. Wow, chúng ta Nhanh lên. 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 Nhanh l
lên cái đầu nhanh 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 lọ khe rồi đó ơi mấy bà ơi đá mi tu đây nó qua được cục Lego rồi nó té luôn tội nghiệp lắm mà hay bị nhảy xuống tranh cái mặt bả ra cái cục này che luôn mặt của bả ơi tội nghiệp bả quá lên cái đờn 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 đồ re mi phá son đồ re mi alo thấy con bò mà không nè con chó nè anh nhớ sờ ra không bị nói ra con chuột là chó con lợn con chó là chuột cái lợn trời mà nó la la mà hay bị đau bụng nè con đòi cắp heo nè la ơi thôi đừng nói như thế Natalia buồn để thôi la nói chuyện là ai vậy thôi la đừng nói nha là la hả Natalia là một người rất là liên quan thôi thôi im lặng đi la ơi gọi xong bây giờ cho mình đi lại đây checkpoint và ở đây có một cái hàng rào nó kêu là mình hãy đừng có đi vô nó kêu là don he candy lấy vô rồi Happy ơi don he candy may him em là gì vậy thôi không biết giờ, nhưng mà giờ bây giờ đá, chúng ta đá. Sẽ đi vô đây coi nó có cái gì nha và quá trời mũi tên chỉ vô cái hàng rào luôn rồi xong ô Happy đi một cái tướng thật là độc lạ bình dương ủa sao PvP nó cắm với là cái này à? Sao lấy cái cắm ý là sao nó lấy cái tóc nó cắm xuống đất để làm cái gì á ờ Happy không biết là bả bị què xin lỗi ờ ui sao nó là bà này bả làm rớt bánh quá trời uổng quá đừng có ăn à mình ăn phụ bả nha mọi người đúng rồi hôm đó nó đang cầm á ơi bị đánh hả piu 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 Happy có thể đứng một chỗ ô mày có sợ hãi quá rồi đó ơi sợ quá à ông no có phun quá trời kẹo quá sợ hãi quá à à sợ quá đó ơi sợ quá đó ơi mình phải trốn thoát lá gần giết được bả rồi ghê quá lá hay quá giết nó thắng rồi Happy ơi bả cầm lá ô no bả làm cái gì Happy nè bả cầm lá luôn nè lá rồi bả ô lỗ ôi cái đèn nó lung lờ lung lắm thôi nó lại giải cứu được lùm oh no nó đang nhảy kìa trời mày đứng mày làm gì trời ôi nhìn hại quá bên nào bên sống xoài ở đây hả tôi nghiệp bao hết ơi thôi lấy bà hay bơi lấy đi trước ơi mình sắp tới dập đất rồi nè mọi người ơi bất cười quá mọi người thôi bây giờ mình sắp tới nhà rồi mọi người ơi mình sắp tới chỗ địa điểm đi về rồi bây giờ chúng sẽ nhảy thế này yeah ô mày coi một cái căn phòng có một đống đồ chơi luôn nè ê lá ơi hả tại vì muốn nói cho lá là cái chỗ này hồi nãy là mình đang đứng ở trên đây nè lá chỗ ủa quá ủa rồi mình đi lằn nhằn chi vậy ta ủa trời ơi cái máy tính nè thì đó em đi đến cái chỗ mà mình nè cái chỗ mình đi vô nhà nè lá ủa rồi mình rảnh rồi tụi mình trở lại luôn đi ê hình như là tụi mình bị phun nhỏ trong căn phòng của chính mình đúng rồi và bây giờ thôi bây giờ là mình phải trốn thoát ra khỏi đây thôi mọi người ơi và bây giờ ê bi ơi hả ê bi đừng có vô cái cổng này nha vô cổng này là được 10 rồi bất á thôi thôi và thôi mọi người ơi và mọi người ơi ngày hôm nay Happy với La đã trốn thoát được khỏi cái ngôi nhà búp bê của cái con mà quá giận búp bê đó rồi mọi người ơi và nếu như mà các bạn thích video này thì nhớ like xin cho mình nha và bây giờ thì chúc những ngày mới vui vẻ thì bây giờ thì bye bye video này chỉ mang tính chất vui vẻ không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.